có dung lượng của mình thôi. Vâng, thì anh di chuyển rất là uyển chuyển. Anh nhập vào đây một phát này. Có phát link đấy và thôi quay 14-9 rồi, theo đấu thứ nhất thì Linh đang dẫn trước đối thủ nhìn 5 điểm. Thế cầu không qua lưới rất đáng tiếc. Nội dung Việt Nam nữ trận số 12 Chelsea Yuan Yu Chien Hui Trung Hoa Đài Bắc. Rất đáng tiếc, một pha cầu thiếu một chút lực của Thủy Linh. Thì đương nhiên mình từ Đài Loan vẫn đang rất cố gắng. Rồi một pha cầu kết thúc khá dễ dàng cho Thủy Linh. Kế nhập sợ thật, hai tay kinh khủng thật, thử tài quá khỏe. Cần thế nên như là tay vừa được gần màn hình của chúng ta đây từ Đài Loan. Đấy, sợ cái gì. Kinh khủng nhỉ. Có vẻ tay vợt này cũng hơi non. Rồi Thủy Linh cơ hội chiến thắng là rất cao. Lực tay rất tốt, đó là một pha phạt cầu ngay. Là một pha bấm cầu ra ngoài sân. Sáu bốn rồi. Điểm 7-4 cho tay vợt bấm cầu Đài Loan rồi. Kinh nhỏ đập như bom. Rất khéo léo. Rồi, rất thích lối đánh của Thủy Linh, rất bền bỉ. Chết. Xin mua khoảng tầm mười mấy cái để nó ký ở sau bán. Nhìn rất kỹ thuật đấy. Lưới rất hay. Vâng, một pha đập cầu quá tốt ạ. Đây là công nhận là
công nhận là rất hay. Thì nó trưởng thành rất là nhiều. Trận thứ hai chúng ta có thể Thùy Linh có thể dễ dàng giành chiến thắng như trận đấu thứ nhất hay không? Ta tiếp tục cổ vũ cho đại diện của Việt Nam nào. Quốc gặp Đài Loan 16-15 cho Hàn Quốc. Trong trận đấu thứ nhất thì Hàn Quốc đã xuất sắc giành chiến thắng với điểm số sát nút. Rất khéo léo cơ hội dứt điểm. Ok, chúng ta trở lại với trận. Ok, 14-8 cho đại diện Việt Nam rồi. Chết. Vẫn còn kìa. Chết. Lại bình luận sang sân bên cạnh. Đến từ Đài Loan. 9-14. Đài Loan thất cầu. Mười lăm chín, khoảng cách vẫn được duy trì an toàn 6 điểm. Thùy Linh đã có một trận đấu khá xuất sắc. Tuy nhiên điểm rút ngắn xuống còn 10-15 cho Trợ Nhật phủ tay kìa. Cãi trưởng tua dẫn mấy quả hào để lật. Ok, vậy là cặp đôi đến từ Hàn Quốc đã có thể kết thúc trận đấu sau 2 set đấu rất xuất sắc. Rồi, cặp đôi này Hùng dự đoán là có thể là ứng cử viên cho chức vô địch đấy. Cặp đôi áo đen này nhá, mọi người hãy để ý mà xem. Họ đánh rất hay.